Cái này nó hư đó rồi. Ăn vào có một cái tư. Cái cá này ngọt ngon. Ui dồi, có một con cá tổng ngọt. Nói chắc là cái lột cá nó ngọt hay sao? Cá còn bẩn, xéo mắng dâm ra biển xài. Ừ. Giờ nó ngọt có con em này chưa rỉ. Ừ. Cá ăn có giờ mà sao mà này ngọt lắm. Cá tổng ngọt á, mềm. Bà lòm nha. Ừ. Ngon bà mới lòm cho chưa chắc bà lòm nha. Nắng chiều vô rồi bà lấy ra bà bán hết luôn. Chưa chắc. Thế ngon bà mới lòm cho chưa chắc bà lòm nha. Nắng chiều vô rồi bà lấy ra bà bán hết. Còn bà nửa ký bà này nửa ký nửa hay lắm. Nếu lém ra chiều rồi la cái nó chiều ra bà bán luôn. Cái gì vậy? Nó dễ ảnh rồi. Bà thao có mấy nghề ở đâu đó, có mấy tên giúp tôi vô không được anh. Không chịu vô, mà chưa chắc chừng nào cô em mới nói. Để đợi coi. Tại cũng kêu, bán thì cũng kêu kìa. Thế là nhắn mà nói à, bà mới vô bà bán hồng, bắt đầu bà đi lượm bà có hồng. Mấy mấy con tôm anh cầm chén hay dân đầu hài chén chén thì chén ngủ rồi nãy giờ chén ngủ rồi chén là chú thích chén rồi sao biết đi mà cùng một cô đó gì hết đến tắt điện đi tắt điện đi mẹ đâu không kìa không đeo rồi mà nghe cùi chó nữa chứ xuống giường nghéo vậy rồi chưa cái tiết đâu rồi chót á bạn cứ bảy bảy không mà tám nhắn nó luồn 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 nó cầm nó ghé một cái và đi nhổm tránh kịp ạ mà anh chút tha điện thoại giống cái giòn đâu đeo anh nói nhà anh lòn lòn tên déo tôi cơ anh nha qua này con nằm một cái nam cám rậu nè ăn rậu nè yếu nào nói nè nó nên yếu rậu nè chế nào thì chung cho mũi cách uống cho mũi cách anh đi thôi vừa vô vô cho mũi cách vô cho mũi cách đi vào vô đi vào vô nhà mũi cách đây nó đây nha ta chăm vào đây vô đây mũi cách